Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Hot Honda Việt Nam chuẩn bị giới thiệu một cái mẫu xe máy mới trong cuối tháng 5 năm 2022. Phiên bản FX 160 2022 hay là B-Sit 160 2022 hay là một cái chiếc MX và Minh Kỳ 2022 là những dòng xe đang được đồn đoán sẽ được Honda Việt Nam giới thiệu trong cuối tháng 5 năm 2022. Honda Việt Nam sẽ tổ chức một cái sự kiện ra mắt một cái mẫu xe máy mới vào cuối tuần, tức là ngày 20 tháng 5 năm 2022. Hãng xe Nhật không đưa ra bất cứ thông tin nào hé lộ về một cái mẫu xe mới. Có rất nhiều tin đồn liên quan đến các dòng sản phẩm mới từ Honda Việt Nam. Gần đây nhất, thông tin đăng kiểm về một cái dòng là FX 160 đã bị lộ diện, khiến cho nhiều người tin rằng đây là một cái tâm điểm trong cái sự kiện ở tháng 5 năm 2022. Khả năng rất cao là cái chiếc FX 160 2022 sẽ được bán song song cùng với những phiên bản như FX 150. Tương tự như cái dòng Leaf 160 và Leaf 150 được bán thị trường Thái Lan. Theo thông tin đăng kiểm thì cái chiếc FX 160 nó được trang bị trên mình một có động cơ là 156,9cc, tạo ra công suất là 15,2 lực, tại ngưỡng tua máy 8.000 vòng trên phút. Nếu mà bán cái chiếc FX 160 2022, có thể sẽ giúp cho Honda tạo một cái sức ép lên hãng đăng ký là chiếc Yamaha NVX. Nếu xét về sức mạnh và trang bị, hiện tại thì cái dòng NVX 2022 đang chiếm ưu thế hơn nếu so với cái chiếc FX 150 khá nhiều. Trong khi phiên bản FX 125 cũng đang gặp phải một cái sự cạnh tranh khốc liệt đến từ hãng đăng ký là Yamaha Figo. Cái mẫu tay ga khác dùng cho mình động cơ tương tự như cái chiếc FX 160 là phiên bản B-Sit 160 cũng hy vọng sẽ được sớm mở bán chính hãng thị trường Việt Nam. Vào hồi tháng 9 năm 2021 thì Honda Việt Nam cũng loại bỏ tất cả phiên bản B-Sit ra khỏi trên một sản phẩm của mình. Hiện tại thì B-Sit 160 đang được phân phối bởi các đối tư nhân với mức giá dao động trong khoảng là 80 triệu đồng. Nếu mà bán cái chiếc B-Sit 160 2022 thì Honda Việt Nam cần đưa ra mức giá dễ tiếp cận hơn nhiều để hút được cái lượng khách hàng. Bên cạnh hai cái mẫu tay ga mới, không loại trừ Honda Việt Nam sẽ giới thiệu thêm một phiên bản MX và Minh Kỳ 2022, một cái hệ mới nhất. Vào cuối tháng trước thì đại diện Honda Việt Nam đã chia sẻ chúng tôi đã nhận nhập khẩu cái chiếc MX và Minh Kỳ, nên thông tin về hai cái dòng xe này không còn đăng tải trên cái trang web Honda nữa. Cái hệ của năm 2022, cái mẫu là MX đã được giới thiệu ở bên thị trường Thái Lan từ là cuối năm 2020 đầu 2021. Trong khi cái phiên bản bán tại Việt Nam đã có tuổi đời là gần hơn 5 năm. Nếu được ra mắt thì cái chiếc MX 2022 có nhiều khả năng cao sẽ hút được nhiều khách hàng hơn nhờ vào những trang bị tốt như cái phanh ABS và một hộp số con tay 5 cấp. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp, nhớ like, share, subscribe.